Thấy ngài Thích Minh Châu là thuộc Đại Thừa nhưng có công lao rất lớn với Phật giáo Nam Tông nước ta nói riêng và Phật giáo nói chung. Không thưa sư, trước ngài đã từng có ai dịch kinh Bali ra tiếng Việt chưa? Không nói đến bộ A Hàm Hán Tạng. Vì cái câu hỏi này đó mà sư cần có sự xác nhận của những cái vị trưởng lão. Và sư hỏi ngài Chánh Thân ấy, thì ngài Chánh Thân mới nói là trong một cái bài viết của Đại Đức Thiện Minh thì có nói rằng Hòa thượng Siêu Việt có hỏi Hòa thượng Minh Châu là Hòa thượng Minh Châu đã xuất gia theo Phật giáo Nguyên Thủy hay chưa, hay là vẫn giữ cái việc là xuất gia theo truyền thống Phật giáo Phát Triển. Thì Hòa thượng Minh Châu xác nhận rằng ngài đã xả giới và ngài thọ lại cụ túc giới, tức là xuất gia trở lại là một vị tỳ kheo Nam Tông. Cho nên Hòa thượng Minh Châu là khi mà ngài trở về đó, ngài bắt đầu dịch Pali, thì lúc đó ngài đã là một vị sư Nam Tông chứ không phải là một vị hòa thượng Phật giáo Phát Triển nữa. Nhưng mà đương nhiên thì do cái vị thế của ngài quá lớn đi, cho nên thì các vị Phật giáo Phát Triển thì vẫn nói là Hòa thượng Minh Châu vẫn là một vị thầy thuộc hệ pháp Phát Triển, nhưng thực tế không phải. Và Hòa thượng Minh Châu mặc dù là ngài cũng ở những cái ngôi chùa Phật giáo Phát Triển, nhưng mà thực chất xét theo về cái giới thì ngài vẫn là một vị sư Nam Tông. Cho nên là ngài không có thuộc giáo Đại Thừa khi mà ngài trở về ngài dịch bộ Tam Tạng nữa. Đấy. Còn trước ngài đó thì đương nhiên là có nhiều vị đã dịch, nhưng mà cái dịch kinh tạng thì ví dụ như Tạng Luật, rồi Tạng A Tỳ Đàm, kinh thì không có nhiều và lẻ tẻ chứ không có cái sự không có sự tổng hợp và nó toàn diện như là Hòa thượng Minh Châu. Đấy. Trước ngài thì đã có Hòa thượng Giới Nghiêm, rồi Hòa thượng Tịnh Sự, rất nhiều những cái vị trưởng lão, nhưng mà các ngài thì không có dịch trọn vẹn, cho nên là cái công sức của ngài Minh Châu rất là lớn. Dạ, không gì.